Full One Bay Chapter 1093, đầy đủ thông tin chi tiết. Zoro quá mạnh, áp đảo Roroxy, Đô đốc Yadu phăng thăng tấn công Luffy. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là One Bay Legend, nơi cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới. Kèm theo đó là một vài giả thiết vô cùng thú vị trong One Bay. Vậy là sau khi đưa ra một vài thông tin đầu tiên của chapter, thì mới đây, nhà cung cấp thông tin Redon cũng đã có toàn bộ những thông tin chi tiết đầy đủ của chapter này. Và chapter 1093 tiếp tục là một chapter kịch tính về trận chiến giữa Roroxy với tứ hoàng Luffy Muram. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã quay trở lại trận chiến của Zoro và Roroxy. Và cho nên tôi đã quyết định làm video này cập nhật tin tức đến với anh em. Còn cụ thể như thế nào thì mời các bạn đến với video Full One Piece Chapter 1093 để đủ thông tin chi tiết. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh để mình hoàn thành mục tiêu 100k sub nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tên tiêu đề của chapter 1093 này là Luffy và Kizaru. Và có thể thấy phần lớn nội dung của chapter này là để nói về trận chiến giữa Roroxy với tứ hoàng Luffy Muram trong hình dạng Ginnam. Trang bị của chapter tuần này là hình ảnh một số con khỉ lùn đang cướp kính của Kobe và Hempapo. Mở đầu chapter là những diễn biến tiếp theo của chapter trước đó. Sau khi bị Luffy nắm lấy cơ thể trong hình dạng Ginnam khổng lồ, thì Roroxy tỏ ra vô cùng lúng túng. Tuy nhiên, vẻ mặt của Roroxy không hề thay đổi, vẫn rất bình tĩnh. Chapter tiếp tục chỉ sang cảnh phòng điều khiển, nơi mà bản thể Vega Băng Thạc vừa mới giải mã thành công mật khẩu do bản sao binh 06 Sword cài đặt. Để rồi sau đó vị tiến sĩ này cùng với bản sao binh 05 Atlas và Sanji quyết định đi xuống nhà máy công xưởng. Và mục đích của họ là muốn cứu Bonnie, đồng thời giành lại quyền điều khiển những tên người máy sinh học Mach 3 đã bị Đô đốc Kizaru chiếm quyền điều khiển bằng con chip trước đó. Bởi trong tay Vegapunk còn có một con chip quyền lực khác nữa. Và tôi không quá bất ngờ với thông tin này, bởi dù thế nào đi chăng nữa thì những tên người máy sinh học Mach 3 này đều là do Vegapunk chế tạo. Và cho nên hoàn toàn dễ hiểu khi Vegapunk có trong tay con bài tẩy mang tên Vegatang. Quay trở lại với chapter, tiến sĩ Vegapunk gọi Bonnie là một đứa trẻ. Và cái cách ông nói về Bonnie như thế, Bonnie thật sự là một đứa trẻ. Và có vẻ như tuổi của Bonnie nhỏ hơn những gì mà chúng ta nghĩ. Trong khi đó, ở bên trên Labo, Nami, Usopp và bản sao bên 03 Edison vẫn ngồi ở bên trong phòng điều khiển. Thành lấy tàu bằng Muram, Jinbe thì đang mang tất cả những đồ của Vegapunk đi ra phía sau. Còn bên 02 Lilith thì đang sử dụng Franky Shogun để vác con tàu Sunny đến chỗ nơi mà Jinbe sắp tới. Toàn thể đóng tàu Franky thì đang đi đến nhà máy công xưởng, nơi mà Vegapunk cùng với Sanji và bản sao bên 05 Atlas chuẩn bị đến. Chuyển sang cảnh nhà máy công xưởng, chúng ta thấy Bonnie này đang ở đó và chiến đấu với hải quân. Vì Santomaru đã cứu cô nàng này sau khi đã xuống hàng rào hết bởi đòn tấn công của Đô đốc Kizaru ở chấp tầng trước. Đồng thời sau khi cứu Bonnie này thì Santomaru cũng đã bất tỉnh. Và tôi cho rằng Bonnie này cùng với Santomaru đã biết nhau từ khi còn nhỏ. Lúc Bonnie này đi cùng với Kuma, còn Santomaru thì được Vegapunk thuê làm vệ sĩ cho riêng mình. Chấp tầng tiếp tục chuyển sang cảnh trận chiến giữa vua địa ngục Zoro với thiên tài Roroxy. Chúng ta thấy thanh kiếm như vườn ma của Zoro xuất hiện ngọn lửa xanh bao quanh. Còn thiên tài Roroxy cũng đã chuyển đổi sang dạng mạnh nhất của mình, dạng thức tỉnh trác quỷ hệ Zon thông thường. Ngoài ra chúng ta không thấy Kaku xuất hiện ở chapter này. Để rồi sau đó chúng ta thấy Zoro nói: "Ngươi chỉ làm được thế này thôi sao? Vậy thì ngươi không có cửa đấu với thiền trưởng bọn ta đâu." Một câu nói vô cùng ấn tượng của Zoro. Nó cũng đã cho chúng ta thấy được Zoro không đùa nhai như Luffy, cũng như đáp trả cho việc Roroxy đã không công nhận Luffy là một tứ hoàng trước đó. Sau khi nghe thấy câu nói này của Zoro, Roroxy tỏ ra cay cú và nói với Zoro rằng: "Thế à, nhưng vẫn đủ để xử lý số 2 của một bằng hải tặc tứ hoàng đấy." Và đối với tôi, đây là một câu nói thể hiện sự thiếu hiểu biết của chú báo đằng Roroxy. Bởi nếu để bạn sẽ thấy, thiền phó hay nhân vật đứng thứ hai trong một băng hải tặc tứ hoàng đều có một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Ví dụ điển hình là Phượng Hoàng Marco của băng hải tặc tứ hoàng đỏ trắng. Tiếp theo là Katakuri, đứa con mạnh nhất của tứ hoàng Big Mom. Tiếp theo nữa là King của băng hải tặc bát thú. Cùng với những tứ hoàng hiện tại thì chúng ta có đệ nhất kiếm sĩ mắt dị hào Mihawk của băng hải tặc tứ hoàng Buggy, thiền phó Batman của băng hải tặc tứ hoàng xanh tóc đỏ, đội trưởng đội hai băng hải tặc tứ hoàng đỏ đen Shirumura, và cuối cùng là vua địa ngục Zoro. Cái vừa mới bộc phát Haki đánh bại King tại Wano, hay trước đó nữa là để lại vết sẹo trên cơ thể của tứ hoàng Kaido bá thú. Và theo tôi, không sớm thì muộn, Roroxy sẽ có một cái cục vô cùng thê thảm khi đối đầu với Zoro. Bởi vua địa ngục Zoro không phải là thằng mặt trời Nika Luffy, Zoro còn cục sốc hơn cả Roroxy nữa. Nếu các tứ hoàng có thể tha thứ cho đối thủ một con đường sống, thì riêng số 2 của một bàn hải tặc tứ hoàng không hề có sự tha thứ, tất cả đều thật sự nghiêm túc. Và cho nên một lần nữa, tôi xin chia buồn cho Roroxy, bởi Zoro vẫn chưa cần sử dụng đến Haki bá vương, thứ sức mạnh thiên địch của những người sở hữu năng lực trác quỷ. Chắc tao quay trở lại trận chiến của tứ hoàng Luffy Muram với Đô đốc Kizaru. Theo đó, Luffy đã ném Kizaru xuống biển. Và có thể thấy đây là cách nhanh nhất để ngăn chặn Kizaru, bởi nước biển chính là khắc tinh của những người sở hữu năng lực trác quỷ như Kizaru. Để sau đó chúng ta thấy vị Đô đốc này nói: "Ồ, có vẻ như ta sắp rơi xuống biển mất rồi nhỉ." Tiếp tục là một câu nói thể hiện sự bình tĩnh của Đô đốc Kizaru. Tuy nhiên sau đó Đô đốc Kizaru đã bay ngược trở lại vào bên trong, đồng thời tạo ra rất nhiều bản sao bằng ánh sáng của chính mình. Và có vẻ như đây là một biến thể của chiêu thức Yasagami no Matagama. Và các bản sao này của Đô đốc Kizaru đã gây thương tích nhẹ cho Luffy bằng những thanh kiếm ánh sáng của bọn chúng. Nhận thấy sự nguy hiểm, Luffy sử dụng chiêu thức Gomu Gomu no Damn Storm để tiêu diệt tất cả những bản sao của Đô đốc Kizaru.
Và đây chính là chiêu thức mà Luffy đã sử dụng để chiến đấu với tên người sáp số 3 2 năm trước. Sau khi đánh bại tất cả thì Luffy đã phát hiện Roroc Pajaru thật không có ở đó, mà vì Roroc này đã quay trở lại phòng điều khiển để tiêu diệt Vegapunk. Tuy nhiên, Vegapunk đã đi cùng với Sanji cùng với bản sao bên 05 Atlas từ trước. Qua chi tiết này cho thấy sự quyết tâm của Roroc Pajaru phải tiêu tiêu cho bằng được tiến sĩ Vegapunk để hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất của mình. Để rồi sau đó chúng ta thấy Roroc Pajaru bay về phía Vegatang và tấn công đó bằng ánh sáng. Nhưng trong hình dạng khi năm, Luffy đã đuổi kịp và bảo vệ Vegatang bằng cách tiếp nhận những đòn tấn công ánh sáng đó của Roroc Pajaru từ nhiều hướng. Để rồi cuối cùng Vegatang cũng đã đến được công sở nhà máy an toàn. Đồng thời, bản sao bên 05 Atlas cũng đã giành lại được quyền điều khiển những tên người máy sinh học Bát 3, cũng như việc lập trình lại tất cả bọn chúng tấn công ngược lại hải quân. Để đầu cuối chapter, chúng ta thấy sự xuất hiện của Ngũ Lôi Tinh Sao Tinh với một cái nhìn vô cùng đáng sợ. Và có vẻ như nhận thấy tình hình thay đổi, nên việc Ngũ Lôi Tinh này đã quyết định hành động. Và theo tôi, mục tiêu tiếp tục là giành lại quyền điều khiển những tên người máy sinh học Bát 3. Điều này có nghĩa trong một vài chapter nữa, chúng ta sẽ được thấy Thánh Sao Tinh hành động. Ngoài ra, bạn thấy có một sự trùng hợp nào không? Khi mà cuối chapter 1092, đôi mắt con robot khổng lồ của Đại Phát Sáng, còn cuối chapter 1093 là đôi mắt đáng sợ của Ngũ Lôi Tinh Sao Tinh. Và theo tôi, rất có thể con robot khổng lồ của đại này sẽ là đối thủ của Thánh Sao Tinh. Hy vọng là vậy. Ngoài ra, tôi thật sự nóng lòng muốn biết sức mạnh năng lực trắc quỷ của vị Ngũ Lôi Tinh Sao Tinh này là gì. Khi mà mở đây trên các diễn đàn quay bay nước ngoài đã có một vài gợi ý về sức mạnh năng lực trắc quỷ của Ngũ Lôi Tinh Sao Tinh. Theo đó, trong trang bị màu của chapter 858, đối thủ của Luffy trong một trận đấu bầu dục là một con bò rừng, và nó rất giống với hình dạng do thần thoại của Ngũ Lôi Tinh Sao Tinh xuất hiện ở chapter 1085. Ngoài ra, hình ảnh vết sẹo trên con mắt con bò rừng này là tương tự như vết sẹo của Ngũ Lôi Tinh Sao Tinh. Và cho nên tôi cho rằng trong một vài chapter sắp tới, chúng ta sẽ được biết sức mạnh thật sự của Ngũ Lôi Tinh Sao Tinh này là gì, và tôi thật sự mong chờ thông tin này. Và hình ảnh con mắt đáng sợ của Ngũ Lôi Tinh Sao Tinh cũng là cái cách mà chapter 1093 kết thúc. Thông tin cuối cùng cũng là thông tin cực kỳ quan trọng: tuần sau One Piece không có chapter mới. Trên đây là toàn bộ những thông tin chi tiết đầy đủ của One Piece chapter 1093 về phần lớn trận chiến của Roroc Pajaru với Thứ Hoàng Luffy Mũ Rơm trong hình dạng ghi năm. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.